Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến GrowShop 24h. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi của Hàn Quốc. Như các bạn cũng biết, đây là ba dược phẩm vô cùng quý giá ngày xưa được cung tiến cho vua chúa nhằm bồi bổ sức khỏe cho họ. Và ngày nay nhờ sự nghiên cứu của các nhà khoa học của Hàn Quốc cũng như là với công nghệ hiện đại, họ đã kết hợp được ba dược phẩm hồng sâm nhung hiêu linh chi tạo thành những viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi nhằm cải thiện cũng như bồi bổ sức khỏe cho người tiêu dùng. Và sau đây thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn những công dụng của viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi này. Viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi nó có công dụng thứ nhất đấy chính là tăng cường sinh lực, thể lực cũng như trí lực. Nó giúp bồi bổ và nâng cao sức khỏe của những người gầy, người ốm và những người mới phẫu thuật xong. Đối với chị em phụ nữ, nó giúp cho chúng ta có một làn da mịn màng, tươi trẻ và nó phòng chống mụn nhọt. Ngoài ra thì nó cũng chống việc rụng tóc cho chị em phụ nữ ạ. Đối với các anh nam giới khi mà phải liên tục uống rượu bia, tức là chúng ta đang làm hại chức năng gan của chúng ta, thì khi các anh sử dụng viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi này, nó sẽ có chức năng đấy là bảo vệ gan của các anh khỏi các tác động độc hại từ môi trường bên ngoài hay từ rượu bia. Nó làm tăng cường chức năng gan cho chúng ta. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh tim, huyết áp thấp hay là chứng mệt mỏi của chị em phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Và nó còn hỗ trợ điều trị chứng tiền đình, chống xuất huyết dạ dày và tá tràng. Đối với người cao tuổi thì nó hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh của người cao tuổi như là tiểu đêm, như là suy giảm thính lực hay là bệnh đãng trí của người cao tuổi. Khi ông bà bố mẹ các bạn sử dụng sản phẩm này thì các chứng bệnh của người cao tuổi hay mắc phải nó sẽ được giảm thiểu một cách tối đa. Và đấy là toàn bộ những công dụng rất là tuyệt vời của viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi mà Ngọc Hoa vừa về giới thiệu cho các bạn. Sau đây thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn cách hướng dẫn sử dụng đúng nhất để viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi có thể phát huy tác dụng một cách triệt để. Vâng, đây chính là sản phẩm viên đạm sâm nhung hiêu linh chi của chúng ta. Sản phẩm thì được hãng Samsung bảo trợ các bạn nhé. Và như các bạn có thể thấy, sản phẩm gồm có 120 viên, mỗi viên nặng 830mg. Để các bạn check mã code sản phẩm xem nguồn gốc xuất xứ của viên đạm sâm thì các bạn có thể check ở phần đằng sau hộp ở phía này ạ. Ở đây thì nó cũng có tất cả các thành phần năng lượng cung cấp cho chúng ta ở mỗi một viên. Đây nó gồm có calo này, protein này, chất béo này. Để xem hạn sử dụng của sản phẩm thì bạn có thể xem ở phía trên. Còn ở phía đây thì nó cũng có tất cả các hướng dẫn sử dụng dành cho sản phẩm hay lưu ý, nhưng nó bằng tiếng Hàn Quốc. Vì vậy các bạn có thể truy cập vào website koreashop24h.com để xem chi tiết hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở sản phẩm ra nhé. Bên trong thì chúng ta sẽ có rất nhiều vỉ nhỏ và mỗi một vỉ sẽ gồm có 5 viên này. Và liều dùng của chúng ta ngày chúng ta sẽ uống 2 lần, mỗi lần là 2 viên. Và các bạn sẽ uống trước bữa ăn. Có một số lưu ý dành cho các bạn khi mà sử dụng viên đạm sâm nhung hiêu linh chi. Đấy là các bạn không sử dụng dành cho trẻ em dưới 15 tuổi. Phụ nữ có thai và đang cho con bú cũng không sử dụng sản phẩm này nhé. Vâng, thưa các bạn, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất đem tới tay các bạn nhằm đảm bảo cải thiện cũng như là bảo vệ sức khỏe của chính bạn hay là của gia đình bạn. Khi các bạn nhận được hàng từ chúng tôi, nếu như các bạn cảm thấy không hài lòng, các bạn có thể cho hàng quay trở lại cho chúng tôi. Chúng tôi có chính sách hoàn đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm những thông tin về viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi hay là bất cứ một sản phẩm nào từ Hàn Quốc, các bạn có thể vào phần chat online của siêu thị trực tuyến koreashop24h.com hoặc là gọi điện theo số hotline của chúng tôi theo số 0979149256 để được tư vấn và mua hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.